Rồi, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì vườn mai của em Phạm Nhi ha, địa chỉ ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình luôn, mai giống, mai ghép giống nhị ngọc toàn. Bên nhà vườn của em Nhi cô chú anh chị ha. Thì hôm nay em Nhi lên mức giá siêu ưu đãi luôn cả nhà. Rất mong cả nhà anh vào xem được cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho nhà vườn của em Nhi nha. Rồi, không làm mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình gặp luôn em Nhi, để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi, chào em Nhi. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị đang xem kênh ạ. Hôm nay trở lại kênh em xin giới thiệu cô chú anh chị mình lên mai giống tiếp tục. Cũng mong cô chú anh chị xem được cây nào ủng hộ em nha. Vô cây đầu clip hôm nay là mã số 25H là một cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Có mọc bông trên cây là cô chú anh chị mình cứ yên tâm 100% nha. Về mình lấy bo thoải mái. Rồi, có mọc bông trên cây luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Quanh được 19. Rồi. Cao 40. Tán ngang mình được 64. Rồi. Cái này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá cái này là 500.000 thôi nha cô chú anh chị. Dạ, đỡ cây luôn ha. Dạ. Rồi. Mã số 26H cũng là cây nhị ngọc toàn cô chú anh chị, cũng có mặt bông trên cây nên cứ yên tâm 100% về giống nha. Cây nào cũng có bông. Cái đế ha. Cái cây này thì siêu đẹp nha cô chú anh chị. Dạ. Quanh 20. Ủa cái bề đế quá trời đẹp luôn. Cái này ghép được 5 bo ha. Đế nè, nhìn ghiền luôn ha. Quá trời. Bề được 63. Ủa 33. Tán ngang mình được bung cao được 44. Tán ngang là mình được 93. Cái này thì em xin giao lưu cô chú anh chị mình giá này là 800.000 nha cô chú anh chị. Rồi, mình đổi cây luôn em ha. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 27H cũng là cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Cây nào cũng có bông trên cây hết nha cô chú anh chị. Cây nào cũng có bông gió nè, hết. Nụ nè cô chú anh chị, về mình cứ tát bông thoải mái ha. Ở bên đây thì nó có bông gió luôn ha. Đế được 3 chân. Hoành 20. Rồi. Cao 41. Đế nè. Tán ngang mình được 83. Rồi, bông nè cô chú anh chị. Cái này em giao lưu cô chú anh chị mình giá cái này là 700.000 thôi nha cô chú anh chị. 700. Rồi. Là bao ship luôn em ha. Dạ. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 28H. Rồi. Một cây nhị ngọc toàn tiếp tục luôn nha cô chú anh chị. Rồi, nhị ngọc toàn ha. Nguyên chùm nụ nó cô chú anh chị, về mình test bông nha. Bao chuẩn giống. Rồi nụ lên chùm chùm nè. 18. 2 4 6 8 cái nụ. 3. Tới ngang mình được 82. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá cái này là 650.000 ạ. Cái này đế quá đẹp luôn cô chú anh chị, 650 ha. Dạ. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 29H. Một cây nhị ngọc toàn tiếp tục luôn cả nhà ơi. Rồi. Quanh được 17. Rồi. Cao 35. Tới ngang mình được 64. Thật nè cô chú anh chị ha. Dạ, cái này mình lấy bo cũng rất là ngon nha. Cái này em để cô chú anh chị mình giá cũng chỉ 550.000 nha. Dạ, mình đổi cây luôn ha. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 30H cũng là cây nhị ngọc toàn luôn cả nhà ơi. Rồi, cây này tàn cũng khá ha. Giá cô chú anh chị ha. Quanh được 16. Rồi. Cao 48. Tán ngang mình được 60. Cái này em giao lưu cô chú anh chị mình giá 550.000 luôn nha. Rồi, đỡ cây luôn ha. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 31H. 31H cũng là cây nhị ngọc toàn cô chú anh chị. Rồi. Cũng có cái bông gió ở dưới luôn. Có mặt bông hết nha cô chú anh chị. Cái này bao giống. Bao giống, bảo hành giống nha. Bảo hành luôn. Quanh được 18. Rồi. Cao được 49. Tán ngang mình được 80. Cái này em cũng giao lưu cô chú anh chị mình giá chỉ 550.000 thôi ạ. Rồi, đỡ cây luôn ha. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 32H nha cô chú anh chị, cũng là cây nhị ngọc toàn nha. Về mình lấy bo mình ghép phủ phê luôn cô chú anh chị. Đế cũng khá là dễ thương nha. Hoành được 18. Nụ lên nhiều lắm nha cô chú anh chị mình. Hoành 18. Cao 44. Tán ngang mình được 76. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá cái này là 600.000. Rồi, 600.000. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 33H cũng là cây nhị ngọc toàn của cô chú. Cái này cái tàn quá trời cái tàn luôn ha. Dạ. Hoành được 16. Ở bo già lắm cô chú anh chị. Cao 49. Cái này về lấy bo nhiều nha. Tán ngang được 90. Cái này em giao lưu cô chú anh chị mình giá 700.000 nha cô chú anh chị. Rồi, đỡ cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 34H nha cô chú anh chị. 34H nha. 34. Rồi. Số là số 4, coi như số số 1 ở đây đó, giao lộn cây đó. Rồi, bo già lắm nha cô chú anh chị, nút nụ nè. Quá trời quá đất luôn ha. Quanh 18. Rồi. K
cao 66, thân em được 85. Cây nè, rất là sung ha cô chú anh chị ha, đi đọt nè. Mấy cái cây kia mấy nhánh chiều cô chú anh chị mình về lấy bo là cũng phê luôn ha. Dạ cái này em để cô chú anh chị mình giá cũng 700 ngàn và cũng là cây clip của em nha cô chú anh chị. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip và ủng hộ trong thời gian qua nha. Cũng rất mong cô chú anh chị xem được cây nào ủng hộ em ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại luôn nha. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Nhi cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho em Nhi nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.